là em đi đâu cũng quay phim, không có máy quay phim thì có cái phone. Chút xíu à, không có nhiều đâu. Yes, light rum, dark rum, 151 rum, pineapple juice, orange juice. Anh đi uống lên đi, cho uống. Mai Thái hả? Ừ, uống cái gì cũng cảm. Ừ. Dạ dạ, ok rồi. Ok, we'll take three. You want three Mai Thai? I don't know, just not too much alcohol, okay? Not too much, okay. Yeah, it's pretty good. But I'll tell him to do less alcohol. Yes. Okay, perfect. And then I've got three bottles too. Okay. I'll be back. Alright. Xong mình còn tôm thì tôm đại khái tôm đây năm tôm Mỹ rồi, còn làm đại khái thôi cũng đủ rồi. I'll be right back with the my test. Cái này nó có pha chút xíu ý trong đó nữa, có pasta. Ăn nó có nhiều bơ. Tùy các anh gọi đại thì gọi đại món gì các anh. Okay. Món nào cũng thấy xem xem vậy. Bởi vì món nào mình cũng thấy thích cả, không biết món nào cả. Bởi vì tôi ăn dễ lắm, món nào ăn. Dạ vâng. Cái này khát nước quá, mấy giờ đi không muốn nữa kìa. Thôi không được, cho mặc cái áo cha. Áo dòng. Áo dòng, thật ra thấy nó lớn, lớn. Bây giờ cởi cái áo ra thấy trẻ khoăn à. Thấy sang đây thấy baby hả? Bị đoán nha, bị đoán nha. Người Việt Nam thì khó đoán thiệt đấy. Nhưng mà con đoán cha chị từng 42. Rồi, cho trả lời đi chứ. Biết được không đấy không để tí anh Việt anh đoán phần. À đúng rồi. Không, anh đoán cha hả? Không, anh đoán cha là cỡ từ 45 tới 48 á. Đúng không cha? Như vậy thì sao? Được nữa. Quá wow, vậy trái trẻ mắng vậy đó chị. Về là thôi. Ô giờ là 30 à. 30. À. 30. Năm sau trẻ quá như vậy xuống cái ào như vậy được. Đúng rồi. Phải lên cho lên 56 mày đi. Nếu mà nói là 42 mà không đúng thì 30. 30 quá trẻ được. Như anh Tiến có thì già quá rồi mày. Mày cho nó lại nha. Về đoán đi xem xem. Ờ giờ là 40. Trên là bao nhiêu cơ? Khoảng đấy. Mày là con giỏi mày đó hả? Khoảng đấy mà con nghĩ cha chắc dưới 40 được quá. Nói mày này. Wow, trời ta từng mình đi như này nhìn ăn cái gì đâu. Yeah. Excuse us, sorry. Cái này là làm cho Tây uống thì chứ đâu được Việt Nam không? Bình thường họ cho thiệt nhiều lắm. Nhưng con nói là ít xíu rồi cho lợi lợi hơn. It's like, and if you like, or we can add more. No, we don't want more. I already smell it already. Yeah, okay. More than we can do. It's on the top, you know, so. Okay, can we start with some recommendation? Any finger food? Yeah, we have this new prosciutto, Boris. Very good. Comes with 6 pieces. Has some, like, avocado. I'll take one of that. Also, bidache. And then we also have, like, calamari or buffalo wings. I'm thinking, should we go all out or should we just do finger food? Right. Okay. Heavy food, have finger food. Ăn nhẹ hơn mặt. This is everything in the menu pretty much. Only these for your meal. But like pasta, seafood, steaks, okay. Favorites, they all come with soup or salad. Which is the salad bar. Okay, then I'll take one of these. Is that a grill trip? Okay. You have a small green salad, Caesar salad, or the salad bar. The salad bar, please. Okay. I'll take the salmon, Oscar. Uh-huh.
with salads. What did you do? You like their Caesar salad, small green salad, salad bar. Okay. And then should we? I'll hold on to that. And then if we need more, we'll order one. Perfect. All right. I'll see you guys next week. Cảm ơn anh. Số 2 năm hả? Số 2 năm. Đâu có nghĩ là có ngày hôm nay ở đây gặp nhau đây. Thiên duyên tiền, thiên duyên tiền định đó. Nhưng mà các cái nói họ cho rất ít vị. Bình thường nhiều quá. Cái ly này ngang đúng là ly ở Tây uống đi chứ mình uống cái này thì đâu ăn cái gì nữa. Còn gặp gỡ trong trên đất Mỹ này thì chúc lành cho các gia đình, chúc lành cho buổi gặp gỡ thân tình của anh em chúng ta hôm nay, và chúc lành cho những của ăn chú ban đây và đồng bào đại của Chúa. Chúng tôi xin nhận được Kitô chứ chúng tôi nhận được cha là các nhà mời cha chút xíu là quên thì cũng tiếc thật. Hành chánh ngon hưởng lắm. No luôn sao vậy? Đâu ai cần hết đâu. Không cần hết đâu. Em bắt đầu có hai cái Mendes với một appetizer à. Đó xong. Đó I think we're done with that. You done? Yeah. Okay. Cái này dạng này là dạng khai vị, cái này là mực mực trên bột giống như Việt Nam mình thôi. Cái này thì bánh mì họ để như này mà vẫn còn đang ăn khai vị á. Cái này khai vị thôi ạ. Vậy còn món chính nữa, hai món chính tí ra nữa. Con không dám gọi ba món này, sợ ăn hết. Biết khai vị với cái này khai vị là chính, có tưởng ăn cái này là chính luôn đấy chứ. Nhờ các anh để chụp cho ba anh em mình kiểu ảnh cho anh Việt. Chụp nó còn nhiều đồ ăn như thế này nữa. Việc chụp ảnh ăn này quá nhỉ, đẹp quá. Em về hôm nay siêu rồi. Anh ấy xe quê ấy, quê chụp ăn này đẹp. Em hôm nay là nhìn rù rồi, vâng, nhìn rù siêu rồi. Người muốn cười lắm thì chúng ta sẽ xin lắm. Dạ, cha cố gắng này, con biết mà đẹp lắm rồi. Đã đăng quải với lại đi cả ngày, hôm nay. Ok. Bây giờ anh Việt kéo YouTube lên cho con. Đẹp quá nhỉ. Chúng ta chào cha con. Ok, không nhớ, remember the church. Đệ nhất của nhân. Đây là, vâng ạ, không có đệ nhị. Không có đệ nhất không đúng. Nói đệ nhất là có đệ nhị. Đây là duy nhất của nhân ạ. À, duy nhất của nhân. Nhưng tôi nói cái đệ nhất cái là phải vào trước đây. Có là bởi vì trước của nhân là... Có nhập trong trang này không? Dạ nhớ chứ con nhớ. Độc nhất của nhân. Dạ vâng. Thì hôm đó đi ra ngoài... Qua đây nhìn thấy trẻ không? Ủa sang đây sang Mỹ cái thứ ai cũng bảo cha baby mà. Qua tới Mỹ ăn trẻ đi không biết sao là. Đấy Việt cha sướng cha thờ phát diệt. Con chào bà cố. Hai năm trước là về gặp anh cha à. Rất là hân hạnh. Mang người cha ra nhà hàng ăn bún.
hôm nay chúng con đây anh Việt vừa cho con đi ăn ở nhà hàng về đây. Nhà hàng nào vừa được? Nhưng mà chưa đến nhà hàng con chưa được mời cha. Nhà con thì không có tôm hùm, chỉ có bún vớ vẩn thôi. Nhưng mà mời cha cũng được. Hàng, nếu mà cha có thể là sớm được thì mai chín giờ cho mình đi rồi. Đi đâu? Cho mày người ta xin. Nếu mà cha ghé được thì mời cha. Dạ. Tiếc quá, tôi chắc là để dành. Nó dở dang như vậy là còn để dành có cơ hội nữa. Vậy mai con cha trở lại đây luôn đấy gì? Cho về Bắc Cali cho đi luôn. Cho về Texas rồi Bắc Cali cho về Việt Nam. Không nhưng mà cha có trở lại đây nữa không? Trong tương lai có, trong tương lai nếu mà có duyên thì cha xin phép đi. Không nhưng mà kỳ này á, cha kỳ này, kỳ này thì theo như chương trình thì con mua vậy à? Đây nữa còn để không biết là ít con nữa về lại Bắc Cali thì cái cha kia này xếp làm sao? Và khi mà lại đây một đội chủ nhật và cho nên phải bắt cóc cha tới tới chơi này. Mới đi về. Hả? Mới đi về. Tại hôm đây lâu rồi chứ mới đi về. Chị em mới đi về. Ồ, chị mới đi về. Sau này con sang đây thì con mới nghĩ là tưởng mới đến đây rồi nó bùng. Thế là con mới bảo chứ con cũng không có dám gọi trực tiếp. Mà chỉ sợ là không biết là anh ở chỗ nào, biết là Mỹ nhưng mà nó xa nhau lắm mà. Thật là tạ ơn Chúa. Chúa đã cho chúng ta có dịp gặp nhau ở đây, thật là một điều quý hóa. Nếu không có ơn Chúa, không có sự che chở của Đức Mẹ, chắc chắn là chúng ta khó để có được cái sự gặp gỡ này. Xin tạ ơn Chúa và xin lời cầu nguyện. Tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho bà cũng như cho gia đình, các anh chị và các cháu luôn luôn được bình an, được dồi dào với lành của Chúa và mọi sự may mắn, may lành trong cuộc sống với sự gìn giữ che chở của mẹ Maria và thân cả Luce nữa. Và chúng ta cùng tạ ơn Chúa và cùng cầu nguyện chung cho nhau. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, lấy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Jesus con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nữ vương các gia đình cầu cho chúng con, nữ vương vạn sự bằng yên cầu cho chúng con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn tiền nhân được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng vang vui vẻ vô cùng. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Ngợi ca chúc tụng Chúa. Tạ ơn Chúa. Chào con nhé, chúc con mạnh khỏe học giỏi nhé. Dạ, cảm ơn. Tên con là gì? Con nhớ cái nhà sao mà con nhớ cái nhà thờ bằng bích lát mà bằng gỗ nhiều luôn, âu quá luôn. Rồi có cả đá lớn ở Việt Nam á. He's a priest there, we met. Nhà thờ bơ bằng wood mà con vô trong cái bar đó. We took picture in there, bắt về chụp đó. It's all column, big column wood like this. Wait, is it just one of the other? Oh, it's stone. Cha mất thời giờ rồi con ơi. Cha phải đi nhà. Tất cả đi hình cha. Nha, bắt tay con cái nào. Đứng lên chào cha và diệm rồi nha. Đứng lên chào cha. Mình chúc lành cho con. Đứng tay chào cha. Học giỏi nha. Ở đây cũng đứng kè. Đây. Dược sĩ cho con. Đây là cha đứng phổ cổ rất là tốt. Rồi vậy mà. Dạ. Rất là tốt. Dạ. Phổ cổ. Cha chỉ cần. Đúng rồi. Bác Việt trong this picture. Đây là đây nhá. Bác Việt. Bác Việt. Bác Việt. Just Bác Việt Đại Hội Sĩ. Đây là cha Đại Hội Sĩ Church. Hồi đó nó nhỏ xíu bên này. Ờ vậy hả? Đây là. Đó là 2 năm rồi đó.
Có nhà hàng chơi lắm. Bạn về là vừa nắm con riêng chưa? Chưa. Dạ thưa cha chưa bao giờ. Nào về đi, thì về bác nhá. Anh Việt về ơi, anh khoe anh Việt về. Nào đưa bà về đi, đưa bà về con riêng. Nhưng mà người ta không biết cha chụp đâu, người ta đâu chơi chụp đâu. Chụp lễ rồi, bình thường nó không cho chụp đâu. Nhưng mà nếu có ý kiến của em thì sẽ chụp được. Còn không có ý kiến à? Đúng rồi, không nói vô chụp. Cha con người ba con mình đang không chụp được đó. Không chụp được đó. Đúng rồi, 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 đúng rồi,